Mới về là bé Âu Long đã có màn đụng độ với anh trai bằng pha nhòm miệng cực gắt mọi người. Nó nhảy vô, định cắn anh luôn. Thôi thì làm anh khó đấy, phải đâu chịu đùa với đi em Thảo Anh thì nhường nó thôi. Lần là quấy phá anh thì bố đã ra tay tét mông vài cái và kết quả là bây giờ nhòm miệng rất là sự mọi người. Nhòm miệng từ xa nha. Nhìn từ xa, anh không dám lại gần luôn. Đó, bắt đầu ha, mình áp sát lại gần hơn nè, ra vẻ tội nghiệp nè, xin ăn nè. Nhưng mà anh nó đâu có nhường, thằng anh cũng háo ăn lắm. Thằng anh không có nhường đâu. Nhìn cái kiểu này là giống như là Âu Long ơi, bố đâu bỏ đói con đâu Âu Long. Con dòm miệng mà con dòm sát luôn á Âu Long ơi.